Hello, xin chào các bạn. Vào cuối năm 2017, hãng Google DeepMind đã tung ra một chương trình máy tính sử dụng trí tuệ nhân tạo kết hợp mạng neuron để tự học cách chơi cờ và tích lũy kinh nghiệm dần dần. Nó được gọi là AlphaZero. Chỉ sau 9 giờ huấn luyện, thuật toán AlphaZero đã đánh bại phần mềm cờ vua mạnh nhất lúc bấy giờ là Stockfish 8 với một kết quả đáng kinh ngạc. Đấu 100 ván cờ thì kết quả là 28 trận thắng, 72 trận hòa và không có trận nào thua. Ở video hôm qua các bạn đã được thưởng thức ván cờ rúc rong bất tử của huyền thoại Aaron Nimzowitsch. Ván cờ diễn ra cách này 99 năm rồi nhưng vẫn là ví dụ tiêu biểu nhất, điển hình nhất về đòn cưỡng ép trong cờ vua. Hôm nay mời các bạn đến với một ván cờ rúc rong bất tử nữa. Chỉ khác rằng ván cờ này không phải là trận đấu giữa người với người mà là trận đấu giữa hai phần mềm cờ vua mạnh nhất cuối năm 2017, AlphaZero và Stockfish. Đây cũng là yêu cầu mà mình nhận được từ bạn Đoàn Nhật Nam Jerry, mời các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Ở ván này Alpha Zero được cầm quân trắng đi trước, nó mở màn với nước mã F3 thăm dò đối thủ. Stockfish cũng đáp trả bằng nước mã F6. Tiếp theo, trắng đi tốt C4, đen đi tốt B6. Trắng đi tốt D4, đen đi tốt E6, triển khai thế trận phòng thủ Ấn Độ Queen's Indian Defense. Chẳng để tốt G3 mở đường cho tượng phát triển, hình thành biến fianchetto trong khai cuộc phòng thủ Ấn Độ Queen's Indian Defense. Có một sự trùng hợp không hề nhẹ là chính ván cờ giúp dòng bất tử của Nimzowit cũng sử dụng khai cuộc y hệt như ván này. Các bạn có thể xem lại ván đó để thấy được sự tương đồng nhé. Tiếp theo, đèn đi tượng A6 tấn công tốt trắng. Trắng đi hậu C2 bảo vệ tốt. Đèn để tiếp tốt C5 tấn công tốt trắng và gạ đổi. Nếu tốt trắng ăn tốt đen thì tượng đen ăn lại tốt trắng Gây sức ép lên tốt yếu F7 Lại còn tiện đường phát triển để chuẩn bị nhập thanh Do đó trắng không đổi tốt với đen Mà đẩy tiếp tốt lên D5 gạ đổi Tốt đen ăn tốt trắng Tốt trắng ăn lại tốt đen và thí tốt Nếu đen A1 lấy mã ăn tốt trắng Thì hậu trắng E4 chiếu bắt mã Đen lùi mã về cản chiếu thì lại bị mất xe Do đó ở ván cờ thực tế Đen không dám ăn tiếp tốt trắng Mà lùi tượng về B7 Kiểm soát đường treo lớn Và kết hợp cùng với mã tấn công tốt trắng D5 Trắng cũng lên tượng G2 Tranh giành đường treo lớn với tượng đen Và chuẩn bị nhập thanh Giờ thì mã đen mới dám ăn tốt trắng Trắng theo kế hoạch nhập thành. Đen phát triển tiếp mã C6 Trắng binh xe 1 Tấn công mã đen Và kiểm soát cột nửa mở D Đen không thèm chạy mã mà lên tượng E7 chuẩn bị nhập thanh. Nếu trắng ham hố lấy xe ăn mã đen thì đen nhảy mã B4 tấn công đôi hậu và xe trắng. Trắng sẽ phải chạy hậu và chắc chắn bị bắt lại xe. Do đó trắng không dám ăn mã đen mà phi hậu lên F5 trước đã, sau đó thì mới ăn mã đen. Đen liền chạy ngay mã về F6. Trắng đầy tốt E4, sau đó sẽ tiến tiếp lên E5 để tấn công mã đen đen không còn nước nào chạy mã ngoài việc phải chạy về g8 mà như thế thì vua đen sẽ không thể nhập thành do đó thì đen lấy công làm thủ để tốt g6 tấn công hậu trắng trước trắng chạy hậu f4 đen nhập thành trắng theo kế hoạch để tốt e5 tấn công mã đen đen chạy mã sang h5 tấn công lại hậu trắng trắng chạy hậu g4 kết hợp với xe tấn công tốt đen d7 đen không tìm cách bảo vệ quân tốt này mà mình sẽ e8 kiểm soát cột nờ e, nhằm nhẹ kết hợp cùng mã tấn công quân tốt trung tâm e5 của trắng. Nếu bây giờ trắng lấy xe ăn tốt đen và tấn công hậu đen thì đen sẽ lùi tượng về c8 ghim và tấn công lại xe trắng. Xe trắng ăn hậu đen, tượng đen ăn hậu trắng. Xe trắng ăn xe đen thì xe đen ăn lại xe trắng. Trắng lãi được mỗi một quân tốt nhưng mà cả ba quân xe, mã, tượng cánh hậu thì chưa phát triển. do đó ở ván cờ thực tế trắng không lấy xe ăn tốt đen mà phát triển mã lên c3 đen qua hậu b8 kết hợp với mã tấn công tốt trắng e5 và bỏ không cho trắng quân tốt d7 nếu xe trắng ăn tốt đen thì mã đen ăn tốt trắng tấn công đôi hậu và xe trắng mã trắng ăn mã đen tượng đen ăn tượng trắng mã trắng ăn tiếp tốt đen đen chạy tượng về c6 tấn công xe trắng mã trắng h6 chiếu đen chạy vua h8 thì trắng chạy xe d3 ván cờ cân bằng. Còn nếu mà đen lại dại dột chạy vua g7 chẳng hạn thì mã trắng f5 chiếu bắt tượng. đen vẫn ngoan cố chạy vua f7 để bảo vệ tượng thì hậu trắng c4 chiếu tượng trắng c1 thì cũng có thể rình phi lên h6 đen sẽ toang. Tuy nhiên ở ván cờ thực tế trắng không lấy xe ăn tốt đen mà lựa chọn nhảy mã lên d5, chiếm lĩnh trung tâm, tấn công tượng đen và mời đen ăn tốt. Nếu đen ham hố lấy mã ăn tốt trắng thì mã trắng ăn lại mã đen. Hậu đen ăn mã trắng thì mã trắng ăn tượng đen, chiếu. Xe đen ăn mã trắng, tượng trắng ăn tượng đen và tấn công xe đen. Đen chạy xe b8 tấn công lại tượng trắng, trắng chạy tượng về g2. Và trắng sẽ lãi được một tượng trong cuộc trao đổi quân này. Do đó ở ván cờ thực tế nên không ăn tốt trắng mà có chỗ mà có lựa chọn chính xác là chạy tượng về F8. Trắng phát triển tượng lên F4 nhăm nhe rình rập tấn công hậu đen. Mã đen sẽ không thể ăn tượng trắng vì mã trắng F6 chiếu bắt xe ngay. Do đó đen chạy hậu C8 tránh đòn tấn công của tượng trắng. Trắng đầy tốt H3 bảo vệ hậu. Đen lùi mã về E7 gã đổi với quân mã mạnh của trắng và mở đường cho tượng kiểm soát đường chéo lớn. Trắng không đổi mã với đen mà lùi mã về E3. Đen đi tượng C6 kết hợp cùng hậu bảo kê cho tốt D7. Trắng phi xe vào D6 chiếm cứ hảo địa thế, ngăn đen đẩy tốt lên. Đen đến lùi mã về G7, sau đó sẽ nhảy tiếp mã E7 lên F5 tấn công quân xe mạnh của trắng. Trắng bình tiếp xe F6 chặn ngay ý tưởng này của đen Khiến các quân của đen bị bó hẹp trong một phạm vi hạn hẹp. Đen lên hậu B7 Trồng quân với tượng tạo thành súng cao su trên đường chéo lớn và mở đường cho xe xuất chiến. Trắng phi tượng vào H6, dồn thêm quân gây sức ép lên thành trì của vua đen. Đen nhảy mã lên D5 chiếm lĩnh trung tâm và tấn công xe trắng. Trắng không còn cách nào khác đành phải đổi mã với đen. Tượng đen ăn lại mã trắng, tiếp tục duy trì kiểm soát đường chéo lớn. Trắng mình xe d1 kiểm soát cột nửa mở d ở đây đen lên mình xe a sang d8 làm đối trọng với xe trắng trên cột nửa mở d nhưng mà thực tế thì đen lại nhảy mã e6 gạ đổi tượng và đây là một nước đi sai lầm bởi vì quân tượng ở f8 này có vai trò rất lớn ngăn hậu trắng phi vào h6 chớp lấy sai lầm này thì trắng đổi ngay tượng với đen xe đen ăn lại tượng trắng và không còn kiểm soát cột nửa mở e nữa Tượng đen đã không còn cho nên trắng dịch ngay hậu sang H4 Chuẩn bị lao vào H6 Nếu bây giờ mà đen ham hồ lấy tượng ăn tốt trắng A2 Thì trắng nhảy ngay mã lên G5 Dọa ăn hậu vào tốt H7 Chiếu hết và mở đường cho tượng tấn công hậu đen Đen chắc chắn sẽ bị mất hậu trong tình huống này Do đó ở ván cờ thực tế đen không dám ăn tốt trắng mà lùi tượng về C6 liên kết vững chắc với tốt D7. Trắng theo kế hoạch phi hậu vào H6, án ngữ một vị trí chiến lược nhốt chặt vua đen trong góc bàn cờ. Chỉ cần chờ mã đen ra khỏi vị trí nó là nhảy ngay mã lên G5 để kết hợp với hậu ăn tốt H7, chiếu hết. Đen bình xe 8 kiểm soát cột nửa e. Trắng phi tiếp xe lên D6 và bây giờ thì ba quân nặng của trắng dàn thành một hàng ngang cực đẹp chặn đường tiến lên của ba tốt D7, F7 và H7 khiến cho các quân của đen phải di chuyển trong một khu vực cực kỳ là chật trội. Mã đen không thể di chuyển. Đen buộc lòng phải lấy tượng ăn mã trắng, điều diệt ngay quân mã đang rình dập phi lên G5. Tượng trắng ăn lại tượng đen và tấn công hậu đen. Đen chạy hậu A6, tấn công tốt trắng. Không thêm bảo vệ tốt, trắng đẩy tốt lên H4, nếu hậu đen ăn tốt trắng thì trắng sẽ đẩy tiếp tốt h5, gã đổi và phá tan thành của vua đen ngay. Do đó thì đen không dám ăn tốt trắng mà đi hậu a5 rình lao xuống e1, chiếu móc lốp để tỉa tốt trắng e5. Trắng lùi ngay xe về d1 phòng ngự. Đen liền đẩy tốt c4 mở đường cho hậu tấn công tốt trắng e5. Trắng phi xe lên d5 bảo vệ tốt và tấn công lại hậu đen. Đen phi hậu xuống E1 Chiếu Trắng chạy vua G2 Đen đẩy tiếp tốt xuống C3 Buộc lòng thì trắng phải đổi tốt với đen Và hậu đen ăn lại tô trắng Trắng đẩy tiếp tốt lên H5 gã đổi Nếu tốt đen ăn tốt trắng Thì trắng đi tượng E4 kết hợp với hậu Dọa ăn tốt H7 chiếu hết Đen sẽ toang Do đó đen không dám ăn tốt trắng Mà đi xe E7 bảo vệ tốt D2 nếu tốt trắng ăn tốt đen, thì tốt đen sẽ ăn lại, mở đường cho xe kiểm soát hàng ngang số 7, trắng sẽ không làm gì được đen. Do đó trắng cũng không ăn tốt đen, mà lùi tượng về D1, sau đó sẽ lên B3, dình để ghim tốt đen F7. Đen hiệu E1 dình lên E4 chiếu bắt xe, nhưng mà trắng đã nhanh hơn một nước, lên tượng B3 bảo vệ xe. Giờ thì hậu đen E4 chiếu thì trắng chạy vô H2 là xong. Do đó đen không đi hậu chiếu nữa mà bình sẽ D8 bảo vệ tốt. Trắng lùi xe về F3. Sau đó khả năng sẽ đổi tốt rồi lùi hậu về H4 xiên táo cả hai xe của đen. Đen liền đi hậu E4 ghim xe trắng. Trắng lùi hậu về D2 liên kết với xe. Sau đó sẽ lùi tượng về C2 tấn công hậu đen đen liền chạy trước hậu qua G4 tấn công tốt trắng. Trắng lùi tượng về D1, tung đòn X-ray bảo vệ tốt. Nếu đen ham hố lấy hậu ăn tốt trắng thì xe trắng ăn tốt đen và tấn công xe đen, mở đường cho tượng tấn công hậu đen. Đen chắc chắn sẽ bị thiệt chất trong cuộc trao đổi quân này. Do đó đen không dám ăn tốt trắng mà lại chạy hậu E4 ghim xe trắng. Trắng để tốt H6 kề dao vào cổ vua đen và chặn đường tốt H7 tiến lên. Đen nhảy mã C7 tấn công xe trắng và mở đường cho xe cùng hậu kết hợp tấn công tốt trắng E5. Trắng chạy xe D6. Hai xe của đen thì đang phải cùng bảo vệ tốt D7. Cho nên nếu đen muốn ăn tốt trắng thì phải lấy hậu để ăn. Khi đó thì trắng sẽ bình xe E3 tấn công hậu đen và xe đen ở phía đằng sau. Đen chạy hậu G5 bảo vệ xe thì trắng đẩy tốt F4 tấn công hậu đen. Đen 1 là mất hậu, 2 là mất xe và sẽ toang. Do đó ở ván cờ thực tế, đen không dám ăn tốt trắng mà lại nhảy mã E6 bịt cột E lại. Sau đó thì mới lấy hậu ăn tốt trắng. Ở đây trắng có thể lùi xe về D5 để bảo vệ tốt. Nhưng mà trắng lựa chọn đi tượng B3 và thí tốt sau hàng trăm nghìn tỷ phép tính thì nhận thấy quân tốt thí này không có độc cho nên đen quyết định ăn tốt trắng và hiện giờ đen đang hơn trắng hẳn hai quân tốt giờ thì trắng mới lùi xe về d 5 tấn công hậu đen để duy trì kiểm soát trên đường treo lớn đen chỉ có thể chạy hậu a 1 hoặc là h 8 và đen lựa chọn chạy hậu về h 8 trắng hiệu b 4 tấn công xe đen nếu đen chạy xe về E8 thì trắng sẽ dịch hậu sang A4 tấn công tốt đen A7 và kết hợp cùng xe tấn công tốt đen D7. Đen chắc chắn sẽ bị vật lại cả mấy con tốt cánh hậu và lợi thế sẽ nghiêng về trắng. Do đó thì đen có lựa chọn chính xác là nhảy mã lên C5, bịt đường tấn công của hậu trắng lại, bảo vệ tốt D7 và ngăn hậu trắng hoặc là tượng trắng A4. Giật mình bất thình lình thì trắng thí xe ăn mã đen và Stockfish đánh giá đây là nước đi thiên tài. Với nước đi này thì đương nhiên tốt đen sẽ phải ăn xe trắng. Hiện giờ thì đen vừa hơn chất lại còn vừa hơn trắng hẳn hai quân tốt. Xét về lực lượng quân sự rõ ràng lợi thế có vẻ đang nghiêng về đen. Nhưng mà thực tế có phải vậy không? Chúng ta cùng theo dõi tiếp nhé. Trắng không vội ăn lại tốt đen mà đi sợ mà đi hậu H4 xiên táo hai xe của đen. Đen bình xe 8 Trồng hai xe tạo thành súng cao su kiểm soát hoàn toàn cột mở e. Trắng phi xe lên F6 nhốt chặt hậu đen lại trong góc bàn cờ. Sau đó có thể qua hậu F4 trồng quân với xe và tượng tấn công cứ điểm tốt F7. Thấy nguy, đen nhanh chóng bình xe F8 bảo vệ tốt F7. Trắng vẫn theo kế hoạch đi hậu F4. Đến đây các bạn có thể thấy hậu đen không thể nhúc nhích hai xe của đen thì đang phải tự thủ cho cứ điểm tốt F7 cho nên cũng không thể nhúc nhích. Ba quân tốt cánh vua của đen cũng không thể nhúc nhích nốt. Cờ bí thì đánh dí tốt, đen đẩy tốt A5. Trắng đẩy tốt G4, đen đẩy tốt D5. Sau đó sẽ đẩy tiếp tốt C4 tấn công tượng trắng. Tượng trắng ăn tốt đen, đen bình xe D7 tấn công tượng trắng. Trắng chạy tượng về C4, ngăn tốt đen C5 tiến tiếp xuống. Bây giờ chúng ta thấy đen luôn phải duy trì quân xe ở ô F8 và quân xe còn lại thì trên hàng ngang số 7 bởi vì hai xe cùng phải cố thủ cho tốt H7. Giả sử bây giờ mà đen đi xe D4 tấn công đôi hậu và tượng trắng thì tượng trắng ăn tốt đen chiếu buộc xe đen phải ăn tượng trắng. Hậu trắng B8 chiếu và đen sẽ bị chiếu hết sau hai nước. Do đó thì ở ván cờ thực tế Đen bí nước lại đanh phải đẩy tốt A4 Trắng đẩy tiếp tốt G5 Bảo vệ vững chắc cho tốt H6 và xe F6 đèn hết cách lại phải đẩy tốt A3 Trắng lùi hậu về F3 tấn công tốt đen Nếu đen bình xe A7 bảo vệ tốt Thì trắng sẽ đi hậu C6 tấn công tốt đen C5 Đen kiểu gì cũng mất tốt Do đó ở ván cờ thực tế đen biết kiểu gì cũng mất tốt Cho nên không bình xe A7 Mà bình xe C7 bảo vệ tốt C5 Hậu trắng ăn tốt đen Sau nước này nếu mà cứ ngoan cố chơi tiếp Thì đen có thể qua lại hai quân xe Ví dụ đen qua xe D7 Thì trắng lại về hậu F3 sau đó cứ dần dần đẩy tốt lên phong cấp Đen sẽ một cái chết từ 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 Trở lại ván cờ thực tế Đen chắc là không muốn kéo dài cái nỗi đau nên tuyệt vọng thí hậu ăn xe trắng Đương nhiên tốt trắng ăn lại hậu đen Đến lúc này các nước đi chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục Bởi vì đen không còn cửa để thủ hòa được nữa rồi Đen bình xe C8 Trắng qua hậu D3 Đen lại quay xe về F8 cố thủ Trắng hiệu D6 tấn công đôi xe và tốt đen Đen lại qua xe C8 bảo vệ xe C7 Trắng đẩy tốt A4 phong cấp sau nước đi này thì Stockfish 8 biết là cô cố gắng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi nên đành chịu thua. Như vậy chương trình máy tính AlphaZero với công nghệ trí tuệ nhân tạo đã chiến thắng phần mềm cờ vua mạnh nhất Stockfish trong một trận đấu phải nói là thể hiện đòn rút rong mẫu mực. Được bình chọn là ván cờ rút rong bất tử của AlphaZero. Các bạn thấy hay thì cho mình một like nhé. Ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.